Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Quý khán thính giả của Tin Vui Media thân mến, tin mừng hôm nay kể về việc Chúa chữa lành cho một người câm và điếc. Phép lạ này, Chúa muốn nói gì với mỗi người chúng ta? Xin mời quý khán thính giả cùng lắng đọng tâm hồn để nghe lời Chúa và phần chia sẻ của Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Minh Nhật. Tin mừng Chủ nhật thứ 23 thường niên. Đức Giêsu làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy, Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilee vào miền thập tỉnh.
người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được." Đó là lời Chúa. Kính chào quý ông bà, anh chị em trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Vâng, trong tình yêu chúng ta chào nhau với sự thân ái, để tất cả mọi người chúng ta khi nhìn thấy nhau, ta đều có thể khẳng quyết niềm vui và sự bình an lan tỏa trong cuộc đời của mình, trong liên kết của mình, để làm sao tất cả chúng ta đều có thể thốt lên một cách vui vẻ: cuộc đời thật đẹp, cuộc đời đẹp quá, ta không thể buồn được. Vâng, ở trong tình yêu thì làm sao mà chúng ta có thể buồn được? Bởi ở đó là sự diễn tả của bao nhiêu cái sự liên kết, bao nhiêu liên đới, bao nhiêu kết tinh của tâm tình, của sự yêu mến ta đặt hết vào trong tình yêu để ta phục vụ nhau, làm sao cho nhau cái cơ hội để được lớn lên một cách trọn vẹn, để được thăng tiến, được triển nở một cách trọn vẹn. Vâng, trong Đức Giêsu Kitô chúng ta chào ban sự bình an như thế. Kính thưa cộng đoàn, tôi mới học được câu nói vừa chào quý ông bà, anh chị em bởi các bạn trẻ. Chúng nó chào tôi và chúng nó vỗ vai tôi: "Cha ơi, đời đẹp quá. Đời đẹp quá cho nên không có gì để buồn. Đời đẹp quá nên không có gì để lo lắng, để lo âu." Nói như thế có quá gọi là làm phồng cái hiện tượng, hoặc là chỉ phản ánh được sự kiện của cuộc sống trong chớp nhoáng hay không? Chắc là không, bởi vì như có một triết gia đã từng ngồi nhẩm tính và đưa ra một tuyên bố: 3/4 cuộc đời của chúng ta là chìm ở trong lệ sầu. Thế thì đời đẹp quá không buồn được nghĩa là làm sao? Nó chỉ là một câu nói thoảng qua khi người ta đang ngập tràn năng lượng chăng? Thưa cộng đoàn, với người Kitô hữu của chúng ta, với tôn giáo của chúng ta, với cái cách nhìn và hướng tới, khích lệ tất cả mọi người đều phải nhìn lên phía trước với tất cả sự tích cực, thì ta sẽ thấy rằng cái câu nói của các bạn trẻ ấy nó thực sự phản ánh được toàn bộ tinh thần Kitô giáo chúng ta. Đời vui quá không buồn được. Vui là bởi vì mình trải qua những cái kinh nghiệm của cuộc sống, ở trong đó có thể có giây phút của sự tủi hờn chứ, của sự phản bội chứ, trong đó có những giây phút của những sự bất an, của sự lo lắng chứ. Có hết 3/4 cuộc đời để chìm trong nỗi buồn cơ mà. Nhưng mà trong tận những cái nỗi buồn như vậy, trong tận những cái điều bất an như vậy, ta thấy Kitô giáo của chúng ta đều làm nổi lên cái tinh thần, cái lòng trí hướng về ấy, là những cái đó đều là những kinh nghiệm để ta trải nghiệm và ta nhìn thấy trong tận cùng của, trong sâu thẳm của nỗi buồn ấy là khởi nguồn của niềm hy vọng, khởi nguồn của niềm vui. Để rồi ta có thể chắc chắn kết luận với nhau những cái trải nghiệm đau khổ ấy đều là những cái kinh nghiệm rất thực tế,
rất đẹp để ta biết trân quý hơn cái giây phút sống hiện tại, trân quý hơn cái điều đẹp, điều hạnh phúc mà ta được tham dự vào. Ta biết trân quý để rồi ở đó ta mới biết xây dựng. Còn khi chúng ta được thả vào trong một cái môi trường chỉ suốt ngày ca với hát, chỉ suốt ngày là cái sự bình lặng trôi đi, có lẽ những người chưa từng trải nghiệm nỗi buồn sẽ nhìn thấy trong cái cuộc đời của sự bình an ấy, của sự êm ả ấy, toàn những cái sự chán nản. Vui quá mà vui liên tục, vui không có điểm dừng, ở đó ta cũng thấy bắt đầu phát sinh của một cái tâm trạng chán chường. Thế thì cuộc đời của chúng ta là những cái nấc thang trộn lẫn giữa vui và buồn. Và như vậy thì ta nhìn ra cuộc sống, ta cũng thấy trong cuộc đời của mình cũng có muôn thứ hạng người. Trong cuộc đời của mình, Chúa đã từng nói về cái chuyện là người được 5 nén, người được 2 nén, người được 1 nén. Thì ở trong cuộc đời của chúng ta có những người rất xanh sang với tài khéo của mình, nhưng cũng có những người trầm mặc cả cuộc đời ở trong cái sự vụng về, trong sự chậm chạp. Tin mừng ngày hôm nay kể lại về câu chuyện cái anh chàng thanh niên vừa điếc vừa ngọng. Đó cũng là một cái nốt lặng ở giữa cuộc đời này đó chứ. Đó cũng là một nốt lặng của người chỉ được trao có một nén vàng trong cuộc đời. Nhưng anh ta ao ước biết bao nhiêu là được hòa nhập vào trong cái thế giới của sự nhận biết, của những thông tin, của những tương quan liên kết, muốn chứ. Và Thiên Chúa đã đụng chạm đến cái ao ước của anh. Ngài có thể ở đó để làm phép lạ, nhãn tiền, nhưng không, Đức Giê-xu đã cúi xuống để đặt tay lên lưỡi anh và đặt tay lên tai anh để mở miệng kêu lên Ephrata, hãy mở ra. Đó là một cái cơ hội mà Chúa trao cho anh thanh niên. Đó là một cái cách để cho chúng ta nhìn vào và tin tưởng vào đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng được an bài trong tay Thiên Chúa. Khi mà ta dâng lên cái niềm cảm mến, ta dâng lên cái sự khao khát, cái sự ước ao được hội nhập vào trong thế giới này một cách trọn vẹn với tất cả những giác quan của mình. Cuộc đời vui quá không buồn được. Chúng ta tiếp cận với nhau và với bao nhiêu câu chuyện, thậm chí là cười ra nước mắt trong cái cách mà dòng đời đưa đẩy, trong cách hành xử không lường được ở ngoài xã hội ngoài kia. Thế thì chỉ có cái sự chân thành và ước muốn được trao ban bình an mới làm cho người ta được sống, được thấy cái cơ hội sống triển nở trong tình yêu một cách trọn vẹn. Không phải chỉ là tâm tưởng được ve vuốt, không phải chỉ là vấn đề tâm lý được giải quyết trong cái sự gặp gỡ Chúa, nhưng ở đây xác thực đó là sự đụng chạm. Đụng chạm giữa Thiên Chúa với con người. Thế thì chúng ta, những người đã được trao ban cái nhiệm vụ của chính Chúa, ta cũng được mời gọi phải mở miệng lên mỗi ngày Ephrata đối với nhau. Khi mà mình có cơ hội hơn người khác thì mình hãy đặt tay lên trên những muộn phiền của anh chị em mình để nói Ephrata với tất cả sự thân ái, để mà nâng nhau dậy, để cho nhau một chút cơ hội trong cuộc sống. Tôn giáo của chúng ta là tôn giáo của ơn cứu độ. Cái chữ cứu độ nó diễn tả cái phạm vi hành động lớn lắm. Không phải chỉ dừng lại lo lắng cho cái ơn cứu độ của mình, hoặc của gia đình mình, hoặc của một ai đó mình thương mến, mà cứu độ nó còn mở rộng biên độ ra cho cả thế giới này. Anh em hãy đi vào giữa thế giới để loan tin mừng cho mọi người. Chúng ta được giao nhiệm vụ là đến với muôn người chúng ta gặp gỡ, chứ không phải chỉ dừng lại cho một người nào đó. Nếu chỉ dừng lại để trao ban, để tiếp tục lại ra đi như Đức Giê-xu dừng lại bên anh câm điếc và chữa anh ta lành, và Ngài lại tiếp tục đi sau khi đã dặn dò anh ta đừng, không cần phải nói điều này cho ai biết hết, anh biết là đủ rồi.
chúng ta đi ngang cuộc đời của nhau cũng chẳng mấy khi, cũng chẳng mấy cơ hội. Thế thì việc của chúng ta là làm sao để cho cuộc đời của mình thực sự trở nên vui quá không buồn được. Thế thì nỗ lực của chúng ta là để dành tìm đến nhau. Và nỗ lực của chúng ta là tạo dựng cái sự liên kết trong chính tình yêu của Thiên Chúa, như Đức Giê-xu đã hằng lao tâm khổ tứ để xây dựng điều ấy. Con người thì yếu đuối và con người thì bất toàn. Có những khi chúng ta lại biểu lộ ra những cái điều nó mang tính tiêu cực trong cuộc sống. Nhưng đó không phải là tất cả. Đó chỉ là những cái vấp váp, những cái lỗi nhỏ trong cuộc đời. Để rồi khi chúng ta chỉ ra cho nhau thấy những cái lỗi ấy, và với tinh thần xây dựng tích cực, chúng ta sẽ làm cho nhau đi qua những nỗi buồn một cách trọn vẹn. Chúng ta đi qua tất cả mọi cảm giác của cuộc sống này với tinh thần và sự bình an của Chúa, thì ở đó ta sẽ liên kết tất cả một người trong tình yêu, và trong tình yêu chúng ta sẽ làm được tất cả những gì mà ta muốn. Và trong tình yêu thì như lời Thánh Augustino đã diễn tả, chúng ta biết mình sẽ phải làm gì. Vâng, chúng ta sẽ biết mình phải làm gì ở trong tình yêu của Chúa. Thế thì không lo về những trắc trở trong tương quan. Chúng ta phó mặc, phó dâng tất cả những mọn hèn, những toan tính, những trắc trở ấy cho Chúa. Xin Ngài giải gỡ và giúp cho tâm trí chúng ta, con tim của chúng ta càng ngày càng biết mở rộng hơn, để làm sao giao hòa với Chúa và giao hòa với nhau, cho nhau những cơ hội để mở ra, để Ephrata ở giữa cuộc đời cho chính mình, cho ơn cứu độ của mình và cho người anh em của chúng ta còn đang khao khát những cơ hội sống trong cuộc đời này nữa. Amen. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mở môi miệng để luôn cao rao ca tụng Chúa. Xin giúp chúng con đừng mù lòa, câm điếc trước nỗi thống khổ của những người anh em. Phần chia sẻ của Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Minh Nhật đã kết thúc chương trình Sống với Chúa hàng tuần hôm nay. Kính chúc quý vị một tuần lễ đầy niềm vui, sự bình an trong ân sủng Chúa. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin cảm tạ ơn sâu.